mừng các bạn đã đến với kênh Góc Bếp Nhỏ. Hôm nay thì mình xin chia sẻ đến các bạn cách làm món sữa chua dẻo trái cây, một món ăn vặt thơm ngon hấp dẫn để phục vụ cho những ngày hè sắp tới nhé. Nguyên liệu để làm món sữa chua dẻo trái cây thì gồm có một hộp sữa đặc có trọng lượng 380g, hai hộp sữa chua, các bạn nên sử dụng sữa chua không đường nhé. Thì để sữa chua không đường thì nó sẽ chua hơn. 10g gelatin, 2 bịch sữa tươi có đường thể tích 220ml. Các loại trái cây tùy thích nhé. Hôm nay mình sẽ sử dụng dâu tây và cam. Các bạn có thể sử dụng trái cây tùy theo sở thích của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm. Đầu tiên thì mình sẽ cùng với các bạn làm phần sữa chua nhé. Các bạn lưu ý cho mình là sữa tươi và sữa chua thì các bạn nên để ở nhiệt độ phòng. Nếu mà các bạn để trong tủ lạnh thì các bạn nên bỏ ra ngoài một tiếng trước khi mình làm sữa chua. Đầu tiên mình sẽ cho sữa đặc vào trong một cái ô. Mình sẽ cho vào cùng với sữa đặc là 400ml nước nóng. Mình sẽ khuấy đều lên để cho phần sữa đặc tan ra. Tiếp đến thì mình sẽ cho phần sữa tươi vào cùng. Tổng lượng sữa tươi và tổng lượng nước nóng mình sử dụng sẽ là 1 lít các bạn nhé. Dao động trong khoảng 1 lít. Và mình tiếp tục khuấy đều cái hỗn hợp sữa này. Lúc này phần sữa của mình chỉ ấm nóng thôi các bạn ạ. Mình sẽ cho phần sữa chua vào nhé. Mình sẽ khuấy đều cho phần sữa chua tan hết ra. Sau khi đã khuấy đều hỗn hợp sữa này rồi thì bây giờ mình sẽ lọc qua một cái rây. Mình lọc qua rây để đảm bảo cho phần sữa chua khi mà mình làm ra nó sẽ được mịn nhất. Mình sẽ hớt bỏ đi cái phần bọt này. Bây giờ mình sẽ rót sữa chua vào các hũ đựng. Trước khi rót các bạn nhớ khuấy đều sữa chua lên nhé. Các bạn cho vào cái ca có miệng rót như này, mình rót rất là nhanh này. Mình đã cho vào được 10 cái hộp sữa chua như thế này. Phần còn lại thì mình sẽ cho vào một cái khay. Các bạn có các cái hũ đựng sữa chua hết thì các bạn cho vào hết vào hũ cũng được nhé. Giờ thì mình sẽ đậy nắp lại. Có 3 cách để các bạn ủ sữa chua. Các bạn có thể ủ bằng nồi cơm điện, ủ bằng nồi thường, hoặc là các bạn có thể ủ bằng thùng xốp cũng được nhé. Đối với ủ thùng xốp ấy, thì các bạn cho các cái hũ sữa chua này vào trong thùng xốp, các bạn mang ra phơi nắng thì mình chỉ cần phơi khoảng 4-5 tiếng là được. Còn đối với ủ sữa chua bằng nồi cơm điện thì các bạn cho sữa chua vào trong nồi. Các bạn cho nước nóng 70 độ C. Nước nóng 70 độ C thì mình có thể sử dụng hai cách. Một là các bạn đun nước sôi lên, các bạn để chừng 5 phút là mình đã có nước nóng 70 độ C. Hoặc là các bạn sử dụng 2 phần nước nóng, 1 phần nước lạnh để mình có nước nóng 70 độ C. Và ủ bằng nồi cơm điện thì mình sẽ ủ trong khoảng chừng 8 đến 12 tiếng. Tùy theo sở thích của các bạn, thích chua nhiều thì các bạn ủ lâu. Đối với nồi ủ thường ấy, với thời tiết nắng nóng như thế này thì các bạn cũng chỉ việc cho sữa chua vào trong nồi, cho nước nóng 70 độ C, ngập 2 phần cái hũ sữa chua này. Và các bạn ủ trong khoảng 10 đến 12 tiếng. Các bạn quấn khăn lại được thì cho nó giữ được cái nhiệt nóng lâu hơn nhé. Và hôm nay thì mình sẽ sử dụng là ủ bằng nồi cơm điện. Vì nồi cơm điện rất là thông dụng, nhà bạn nào cũng có phải không nào. Mình sẽ xếp sữa chua vào trong nồi cơm điện. Sau đó mình sẽ rót nước nóng vào. Các bạn lưu ý cho mình là nước mà dưới 70 độ, nước nguội quá thì làm sữa chua cũng không được nhé. Mà cũng không nên sử dụng nước nóng quá. Nước nóng quá thì sẽ làm chết cái sữa chua men của mình ấy. Các bạn đổ nước nóng ngập 1/2 hoặc là 2/3 cái hũ sữa chua nhé. Mình sẽ đổ ngập 2/3 hũ sữa chua. Mình sẽ cho nồi sữa chua này vào trong nồi cơm điện. Các bạn không cần cắm điện nhé. Mình chỉ cần đậy nắp lại và để trong vòng từ 8 đến 12 tiếng là được rồi.
trong quá trình ủ sữa chua thì các bạn sẽ không dịch chuyển nồi. Cách thứ hai mình ủ bằng nồi thường. Mình cũng sẽ cho các cái ủ sữa chua vào. Sau đó mình cũng cho nước nóng 70 độ vào. Mình chỉ cần đậy nắp, sau đấy trùm một cái chăn mỏng lên trên nồi sữa chua này. Đấy, các bạn lấy cái chăn mỏng các bạn trùm lên nồi sữa chua như thế này. Và mình ủ trong khoảng từ 10 đến 12 tiếng. Phần gelatin thì mình sẽ cho nước vào và mình khuấy cho phần gelatin tan ra. Mình sẽ để ngâm gelatin trong khoảng chừng 5 phút. Sau 5 phút thì mình sẽ cho phần gelatin này vào đun cách thủy để cho gelatin tan chảy ra nhé. Các bạn có thể cho vào lò vi sóng, các bạn quay cho gelatin tan chảy ra cũng được. Mình đã chuẩn bị ở đây một nồi nước sôi và mình sẽ cho phần gelatin vào và đun. Và phần gelatin đã tan chảy hoàn toàn rồi này. Mình sẽ tắt bếp, cho phần gelatin ra ngoài và để nguội. Đối với dâu tây và cam thì mình sẽ thái ra thành các cái miếng mỏng. Và đây là phần sữa chua mình đã ủ xong. Các bạn có thể thấy phần sữa chua rất là sánh bạc này. Mình sẽ sử dụng 500ml sữa chua để mình làm sữa chua dẻo thôi nhé. Phần sữa chua mình đã cho ra một cái ô to này. Bây giờ mình sẽ cho phần gelatin mình đã đun chảy vào cùng với sữa chua. Sau đấy mình khuấy đều lên. Sau khi đã trộn đều hỗn hợp sữa chua và gelatin rồi thì các bạn cho hỗn hợp này vào các khay tùy thích nhé. Khay vuông, khay tròn tùy theo bạn thích cho khay nào, hoặc là nhà bạn có loại khay nào thì các bạn sử dụng cái loại khay đấy. Sau đó các bạn thả hoa quả vào. Các bạn thả nhẹ nhàng thôi nhé để cho hoa quả nổi lên phía trên. Và đây là đĩa sữa chua dẻo hoa quả mình hoàn thành. Bây giờ mình sẽ cho đĩa sữa chua dẻo này vào trong ngăn mát tủ lạnh để khoảng chừng 3 đến 4 tiếng cho sữa chua đông lại nhé. Các bạn thấy không? Rất là đẹp. Và các bạn có thể sử dụng thêm kiwi, nó có màu xanh này, hoặc là nho này để các bạn trang trí nó sẽ đẹp hơn nhé. Hôm nay mình tận dụng những hoa quả ở nhà sẵn có nên mình sẽ chỉ trang trí đơn giản như vậy thôi. Và đây là đĩa sữa chua dẻo mà mình đã cho vào ngăn mát tủ lạnh được 3-4 tiếng các bạn ạ. Các bạn có thể thấy này, phần sữa chua dẻo đã đông lại. Khi mà sờ tay như thế này thì nó rất là mịn và không hề dính tay. Bây giờ mình sẽ cắt ra và cùng thưởng thức nhé. Và mình đã cắt ra một miếng sữa chua dẻo này các bạn. Đây, các bạn thấy này, rất là mịn. Phần ở giữa có màu đỏ này chính là cái phần mứt dâu tằm mà mình cho vào đấy các bạn. Cũng là sữa chua dẻo nhưng cho thêm một chút hoa quả vào trông thì rất là bắt mắt phải không các bạn. Hôm nay các bạn hãy làm ngay món sữa chua dẻo trái cây để cho cả gia đình cùng thưởng thức nhé.
đặc biệt các bé sẽ rất là thích đấy. Chúc các bạn thành công và ngon miệng với cách làm món sữa chua dẻo trái cây này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video hữu ích, các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ video, đồng thời đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Giờ thì chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của kênh.